sau nhiều tháng trời bắt tích cực hàng thịt. Tuy nhiên, tớ mong rằng không vì vậy mà các bạn quên đi một thằng lồng tiếng đẹp trai khoai lang và series Con Người Thật Ngu Ngốc. Ngay bây giờ, mời các bạn đến với Con Người Thật Ngu Ngốc phần 8. Nuôi dưỡng và phục hồi tóc. Nói ngắn gọn thì không có bất cứ thứ gì trên đời này có thể nuôi dưỡng hay phục hồi tóc đã bị hư tổn. Điêu, con mẹ này điêu. Thế TV chẳng quảng cáo đầy dưới các loại dầu gội, dầu xả phục hồi tóc đấy thấy. Hóa ra lừa đảo nhau hết à? Cũng không hẳn. Về mặt sinh học mà nói thì tóc không phải là những tế bào sống. Tức chúng không hề có các tế bào thần kinh, các mạch máu hay khả năng tự tái tạo tế bào. Và vì thế, chuyện phục hồi hay là những sợi tóc đã chết bất xác sống lại là hoàn toàn không khả thi. Thế rốt cuộc là nào? À, có thể hiểu là các loại mỹ phẩm chăm sóc tóc hiện nay không hề nuôi dưỡng hay phục hồi tóc. Chúng chỉ che đậy hay nói cách khác là trang điểm, hóa phép cho những sợi tóc trở nên óng mượt và trông có sức sống mà thôi. Tra tấn thời Trung Cổ. Nếu như bạn ham hố tìm hiểu về những kiểu tra tấn mà dở thời Trung Cổ, một giai đoạn lịch sử kéo dài từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 15, có thể bạn sẽ cho rằng Iron Maiden hay Người Trinh Nữ Sắt, một dụng cụ dạng lồng sắt có bắn lề và chỉ chít gai nhọn, là một trong những hình thức tra tấn tàn bạo nhất khi đem đến cho nạn nhân một cái chết từ từ và đau đớn. Thế nhưng, chắc bạn chưa biết rằng những ghi chép đầu tiên về một thứ gọi là Iron Maiden lại chỉ xuất hiện từ những năm 1700, tức thế kỷ 18, sau khi thời Trung Cổ qua đi tận 300 năm. Bên cạnh đó, tớ còn phát hiện ra một sự thật thú vị khác, rằng loại dụng cụ được cho là dùng để tra tấn này thực chất được lắp ghép lại với nhau từ nhiều mẫu vật khảo cổ riêng lẻ nhằm mục đích cầu khách cho vô số bảo tàng ở châu Âu và châu Mỹ thời bây giờ. Vẫn liên quan đến thời Trung Cổ, khóa trinh tiết tên tiếng Tây là Chesterfield, một sản phẩm nổi bật của nền văn minh nhân loại được cho là xuất xưởng từ thời Trung Cổ, cũng bị khai gian tuổi. Trên thực tế, người ta không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy sự tồn tại của vòng trinh tiết trước thế kỷ thứ 16. Và kỳ thực mãi đến thế kỷ 19, item này mới trở nên hot như cái lò bởi công dụng mới bên cạnh bảo vệ trinh tiết là chống thẩm du. Mù tạt giả. Ở Việt Nam, để tìm mua một món đồ nhái, fake hay làm giả những thương hiệu nổi tiếng như Apple, Samsung, Nike hay Adidas là điều không hiếm. Đi đôi Nike Fake 1, Fake 2 hay xài một chiếc iPhone đã bị luộc đi đục lại tới chín nhừ thì cũng chả có gì quá tệ, bởi đơn giản là những món hàng Âu quả thật quá sức xa xỉ. Tuy nhiên, tớ thấy khá là nhục khi một típ mù tạt kẻ thúi lâu nay chúng ta ăn lại cũng là hàng fake. Và tớ xin khẳng định rằng 95% những loại mù tạt bán tại Việt Nam đều là hàng fake, không Fake 1 thì cũng Fake 18. Vì sao lại như vậy? Mù tạt Âu hay mù tạt xịn trên lý thuyết phải được làm từ rễ của cây mù tạt. Éo lẻ thay, loại cây này gần như chỉ mọc ở những con suối hay những vùng có nước chảy tại những vùng nhất định của Nhật Bản. Chúng mất tới 4 năm để có thể thu hoạch và trên thực tế có giá vô cùng đắt đỏ, cỡ hơn 4 củ cho 1kg. Do đó, để tạo ra mù tạt fake có giá rẻ hơn hàng trăm lần, người ta buộc phải dùng những loại cây anh em, tức cùng cha khác ông nội với mù tạt xịn, có giá rẻ hơn và dễ trồng hơn, trộn với bột, phẩm màu và nhiều phụ gia khác. Nói đến đây cũng tạm yên tâm, vì ít ra mấy loại đắt đắt họ buộc phải làm fake cả đúng rồi, chứ còn mấy loại tương cà, tương ớt mà cũng fake đó thì loạn. Chưa chắc cả nha. Dù có giá thành vô cùng hạt rẻ, thế nhưng đôi khi người ta vẫn làm giả cả sốt cà chua, tên tiếng Tây là ketchup, bằng cách thay thế cà chua xịn bằng nhiều loại phụ gia còn rẻ hơn. Để dễ phân biệt, sốt cà chua càng đậm màu, càng sệt thì càng có khả năng cao là được làm từ cà chua thật. Người Viking bị cắm sừng. Viking hay người Viking là khái niệm dùng để chỉ những nhà du hành biển, cướp biển người Na Uy, chuyên cướp bóc và giao thương ở khu vực Bắc Âu. Họ nổi tiếng trong giới Seabiết xưa vì khả năng đi biển, bám biển điêu luyện, cũng như sở hữu những phi đội tàu cướp biển khét tiếng, đồng thời xây dựng nên một thời kỳ mang tên mình, bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 8 và kéo dài đến giữa thế kỷ 11. Và nếu như nhắc đến Apple, người ta nghĩ ngay đến quả táo, thì nhắc đến người Viking, quả không thể thiếu chiếc mũ sừng. Thật vậy, cái mũ sắt với hai cục sừng hai bên dường như đã gắn liền với hình ảnh người Viking trong tiềm thức của nhiều người. Thế nhưng, người ta lại không tìm thấy bất kỳ bằng chứng lịch sử nào chứng minh rằng người Viking đã thực sự sử dụng những chiếc mũ sừng trong thời đại của mình.
Chúng nhiều khả năng đã được Richard Wagner, một nhà soạn nhạc, nhạc trưởng, đạo diễn kịch kiêm nhà lý luận âm nhạc người Đức, vẽ ra trong chùm 4 vở opera có cái tên khó đọc của mình vào nửa cuối thế kỷ 19. Đấy, chẳng phải người Viking bị cắm sừng thì là gì? Xin được nói thêm một chút, người Viking cũng không uống rượu từ những cái cốc làm bằng hồ sọ kẻ thù. Ngộ nhận này xuất phát từ một sai lầm khi người ta cố dịch vào bài thơ viết bằng tiếng Na Uy cổ. Vaccine gây tự kỷ. Vaccine hiểu đơn giản là một chế phẩm đặc biệt có tác dụng tạo ra những miễn dịch đặc hiệu chủ động nhằm tăng sức đề kháng, sức chống chọi của cơ thể đối với một hay một số tác nhân gây bệnh cụ thể. Kể từ khi được đưa vào sử dụng rộng rãi, vaccine đã cứu sống hàng trăm triệu người và được xem như là một thành tựu lớn của y học hiện đại. Tuy nhiên, một số báo cáo công bố trên các tạp chí y khoa phương Tây vào các năm 1974 và 1998 lại cho rằng vaccine có liên quan đến chứng tự kỷ ở trẻ nhỏ. Nhưng báo cáo này đã vô tình khiến cho hàng triệu người tử vong vì những căn bệnh vốn hoàn toàn có thể được phòng và chữa khỏi. Voi già la cà tìm chỗ chết. Có một câu chuyện được đồn đại rằng những con voi khi đã già hoặc đạt đến một độ tuổi nào đó sẽ tự tách khỏi bầy đàn và đi đến những địa điểm nhất định gọi là nghĩa địa voi để chờ chết. Vừa không làm chậm tốc độ di chuyển của đàn, vừa là để con cháu biết chỗ sau này có gì con rủ nhau đi tảo mộ ông bà bố mẹ. Câu chuyện này dấy lên khi người ta tìm thấy nhiều bộ xương voi ở cùng một nơi thành những con voi già lảng vảng cạnh những bộ xương voi khác. Sự thật là những nghĩa địa voi tự nhiên chỉ là thiểu số so với những nghĩa địa voi nhân tạo, nơi những tên voi tặc giết voi lấy ngà rồi để xác chúng lại với số lượng lớn từ hàng chục cho tới hàng trăm con. Đối với những nghĩa địa voi tự nhiên, người ta phát hiện ra rằng những con voi già hoặc bị thương không đến đây để chết hay để chờ chết, mà là để sống thêm được ngày nào thì sống. Bởi những nghĩa địa voi tự nhiên thường nằm gần một số nguồn thức ăn nhất định, tuy không đa dạng và phong phú như nơi mà cả đàn đã hướng đến, thế nhưng cũng đủ để chúng tận hưởng nốt những ngày cuối đời. Xét cho cùng thì còn gì mà chả hào sống. Bài học ngu người. Có một bài học được cho là kinh điển về sự thay đổi, rằng nếu một chú ếch được thả vào một nồi nước sôi, nó sẽ ngay lập tức nhảy ra ngoài vì nhận thấy sự thay đổi đột ngột và nguy hiểm về nhiệt độ. Nhưng nếu ta thả chú ếch đó vào một nồi nước lạnh rồi đun sôi từ từ, chú ếch sẽ thích nghi và quen dần với sự thay đổi chậm chạp này, để rồi khi nhận ra sự nguy hiểm thì đã sắp chín. Câu chuyện ngụ ngôn này hàm ý những người ù lì, không chịu thay đổi theo thời cuộc thì rốt cuộc cũng chuốc lấy hậu họa. Nghe thì hay, nhưng thực ra bài học về cuộc đời này lại sai ngay từ khi chưa kể. Khi thả một con ếch vào nồi nước sôi, thay vì nhảy ra, chúng gần như sẽ chết ngay sau đó. Còn khi bỏ vào một nồi nước lạnh rồi đun sôi, con ếch sẽ chỉ chịu ngồi yên cho đến khi nào nhiệt độ của nước vượt ngưỡng chịu đựng của nó. Xem ra, ếch không phải là một loài thích hợp để các nhà nói xuồng học lấy ví dụ về sự thay đổi rồi. Khủng long đã tuyệt chủng. Có một sự thật tưởng như đã rõ như ban ngày rằng sau sự kiện một thiên thạch đường kính cỡ chục km húc nhau với trái đất cách đây 65 triệu năm, khủng long, những giống loài nguyên thủy và hùng mạnh đã bị tận diệt. Nhưng không, các nhà khoa học khẳng định có tới hàng trăm loài chim hiện đại được tiến hóa từ những loài khủng long nhỏ có lông, chân ba ngón sinh sống ở tiểu Jura. Và bạn hẳn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng những người anh em họ gần gũi nhất của thím T-Rex ở thời điểm hiện tại chính là những con gà. Trở đi, mỗi lần bạn cảm thấy miếng gà rán ngoài tiệm quá đắt đỏ, hãy tự nhủ với bản thân rằng: ôi sời, có mấy chục nghìn một miếng đùi khủng long rán, đáng bảo là